Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio là một video để dựng cho anh Dư ở Thạch Thất, Hà Nội một cặp loa 715JBL. Một cặp loa 715JBL với cái cấu hình là từ 19:76 và chép kèn 750JBL. Hôm nay Tùng Nguyễn làm video để cho anh Dư xem cái ruột gan của nó, và các bác nào có muốn lên một combo này thì liên hệ cho Tùng Nguyễn. Combo này là combo chất lượng để anh em sử dụng. Anh Dư mua một bộ loa 40 này về để chơi với các dòng karaoke gia đình. Đấy. Bây giờ các bác thì 30 các bác thấy cảm thấy vẫn bé thì anh em chơi cả 40. Và combo này là full đơn một bát một chép. Đấy, nếu mà các bác nào mà chơi các cái dòng mà đánh cả ngoài trời nữa thì chơi các dòng côn 100. Côn 100 thì cho tiếng bát rất là khỏe, uy lực. Đánh ở ngoài trời. Nếu các bác làm sự kiện thì nếu có nhu cầu dựng thì làm liên hệ cho Tùng Nguyễn. Và combo côn 76 này là hàng chất lượng để anh chơi nghe nhạc và karaoke. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết hơn đến cái dòng sản phẩm của Tùng Nguyễn với những cấu hình tép và bát hàng đẹp. Con bát này là bát từ 19:76. Từ 19:76. Con này là nhái của thương hiệu BA, nhưng mà Tùng Nguyễn sẽ dán một cái tem JBL ở đây để cho anh em dễ bán, anh em thợ. Và nó chính hãng JBL hơn. Và hôm nay Tùng Nguyễn cho anh em xem cái nội thất để anh em tin tưởng cái mặt hàng của Tùng Nguyễn. Bát từ 19:76. Tất cả đều là thép trắng. Và bích của nó rất là dày anh em nhé. Bích của cái củ bát này này, kẹp tê kẹp lỗ rất là đẹp, tiếng rất hay. Con này nhện màu cánh gián và côn 76. Màng của nó là màng màu đen. Gân vải 3 gân màu xanh rêu. Đấy. Gân vải 3 gân màu xanh rêu. Đây là cấu hình của củ bát. Còn đây là cấu hình của củ tép. Củ tép này nó lắp nhôm nhá. Củ tép lắp nhôm côn 75. JBL 23XT. Côn 75 thì ngoài rất là khỏe, tép rất là sáng. Và đây là cấu hình của cái vỏ thùng. Lưới của nó anh em nhé. Lưới của nó. Lưới của nó là lưới sắt. Đấy. Mã của sản phẩm là SGX715. Và được dán e căng chống bụi rồi anh em nhé. Và con này Tùng Nguyễn dựng vào mẫu thùng 715JBL ván ép để cho anh em đi làm sự kiện. Mẫu thùng 40 thì anh em đi làm sự kiện rất là nhiều. Thế nên là Tùng Nguyễn sẽ nhập vỏ 715 ván ép để anh em ván ép chống nước để anh em đi làm sự kiện để cho nó nhẹ hơn và nó chắc hơn. Đấy, vỏ MDF nó nặng hơn, vỏ ván ép. Ván ép thì nó nhẹ hơn. Tại sao người ta gọi là chống nước? Vì nó được sơn sần. Anh em đánh ở ngoài trời mưa thoải mái. Nhưng mà đánh ở ngoài trời mưa thì hầu như là các bác phải chơi các cái mẫu màng sơn dầu. Con này là màng đen mờ thôi. Đấy là gọi là tránh mưa thôi. Con này thì Tùng Nguyễn đã ráp vào cái cấu hình phân tần 715. Phân tần 280JBL. Dòng có chạm nhún BA280JBL. Các bác xem mạch của nó rất là khủng. Và mạch của nó là mạch màu xanh. Đấy, đây là cấu hình hậu của 715. Tùng Nguyễn có các cái bảng mạch con như này. Tùng Nguyễn đặt số lượng rất là nhiều để dựng loa chất lượng cho anh em. Các bác Tùng Nguyễn hàn như này, các bác rất yên tâm là không bao giờ bị mo ve anh em nhé. Đấy, hàn bằng cái bảng mạch này anh em yên tâm là không bao giờ bị mo ve. Và vỏ nó ván ép. Anh em để ý các cái mẫu phân tần này, để ý các cái dòng loa nhập của Trung Quốc, không bao giờ các bác ăn được các cái mẫu phân tần chính hãng của JBL như thế này. Mạch phân tần của nó rất là khủng anh em nhé. Nếu nó mà nhập cái phân tần này về dựng cho anh em, nó sản xuất cho anh em thì nó sẽ công của nó sẽ không có công. Với những cái đôi loa to như này mà các bác đều biết trên thị trường nó bán cũng rất là rẻ, mà loa nhập cũng rất là rẻ. Các bác biết là một đôi loa này Tùng Nguyễn ship vào trong Nam, ship đường bưu điện cũng phải hết độ tầm 400.000, 500.000. Mà nó vận chuyển từ Trung Quốc về đây với bao nhiêu cửa khẩu, bao nhiêu chủ, bao nhiêu đại lý rồi mới qua đến các thợ rồi đến tay người dùng. Mà đôi loa của nó rất là rẻ. Đấy. Và cái cấu hình ruột của nó sẽ không được chất lượng anh em nhé. Anh em mua loa thì bây giờ thì loa không quan trọng là dựng hay là nhập.
cái tên nhập thì nó chỉ là sang mồm thôi, nhưng mà chất lượng của nó, nếu anh em nhập được các loa nhập của công ty thì chất lượng của nó rất là tốt. Còn nếu anh em nhập được các cái loa mà hàng bình dân ở một cái làng nghề người ta làm thì không ăn thua. Đấy. Ví dụ loa của công ty làm thì nó thông số của nó rất là chuẩn. Còn đâu nếu mà loa của các cái làng nghề, ví dụ như nhà Tùng Nguyễn có anh em bạn bè cùng một cái xã làm loa thì sẽ anh em nó rủ nhau cùng làm. Thế nên là cái chất lượng phân tầng người ta sẽ tự làm và cái chế độ bát của nó sẽ kém chất lượng hơn, tép của nó cũng sẽ kém hơn. Đấy. Cùng là một cái tép nhưng mà nó có các cái độ bích dày bích mỏng các bác không thể biết được. Đấy. Giá của một bộ loa này là 7 triệu anh em nhé. Một đôi loa này Tùng Nguyên dựng xong rồi là 7 triệu. Và cấu hình là bát từ 19 côn 76 và tép 750 JBL. Hàng này là hàng đẹp. Các bác mua loa nhập để ý, các anh em mổ loa nhập ra không bao giờ có các cái mẫu phân tần mà nhìn nó hầm hố như này. Đấy. Nếu các cái dòng mà chất lượng thì cũng có bác nhập mẫu chất lượng thì cái mạch phân tần của nó nhìn rất là khủng. Đấy, còn nó mạch phân tần mà kém chất lượng thì bao giờ nó trông nó cũng sơ sài hơn. Mà cấu hình củ bát này thì quá là tuyệt vời. Củ bát rất là đẹp. Các bác nhìn củ bát nó rất là sang chảnh. Nhìn cặp tê cặp lỗ nó rất là dày anh em nhé. Sơn đúng. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin khép lại video ở đây. Các bác có nhu cầu đến cái dòng loa dựng mà hàng chất lượng, hàng đặt thì liên hệ cho Tùng Nguyễn. Nhà Tùng Nguyễn dựng 715 có hai mẫu, một lẫu là từ leo, tép leo và mẫu này là từ thường, tép kèn titan. Đấy. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho Tùng Nguyễn và Tùng Nguyễn hôm nay xin khép lại video ở đây và chào tạm biệt tất cả các bác nhớ bấm đăng ký kênh của Tùng Nguyễn nha.